Về vấn đề rán đậu thì, rồi vấn đề cá nhân thì khuyên là chia sẻ về kinh nghiệm mọi người tí thôi, còn mà là muốn thì không thì không. Còn cái thời mà kiểu ngày xưa mà mới lớn lên mà nhìn thấy, nói chung là cái tầm 17 18 tuổi các cụ nói ấy, tuổi bẻ gãy sừng trâu, mình thực ra mình nhìn thì thôi rồi luôn. Mà ngày xưa nhá, ví dụ mà mâm được bà nào ấy nó hoài lắm, về oai lắm. À con này gì ăn rồi, ừ mình thích tào lắm này lọ, để trả lời phát inbox cái này lọ, hiểu không? Oai mà. Nói chung ấy, tất cả ai là trai hay là gái hay dù bất kể độ tuổi nào ấy đều có cái tính sĩ diện. Nhưng mà mình sĩ ở thời điểm nào nó mới là quan trọng, hoặc là sĩ ở lúc nào nó mới là quan trọng. Cũng có người cực kỳ đơn giản và giản dị nhưng không bằng sĩ, nhưng mà cái phần trăm ấy cực kỳ ít. Có nhưng cực kỳ ít. Ai chả có sĩ à em? Nhưng ngày xưa đợt mình mới mua cái SH ấy. Mới mua SH ấy. Đi lên ba, à đâu, mới mua SH. Đi lên ba, cái chìa khóa SH nó chỉ bé tí như này thôi. Mình lại sĩ diện, biết cho chìa khóa gì vào, cho mẹ chìa khóa cửa cuốn vào đeo ở chiếc cạp. Ui ui, oai như cọc. Ngày xưa tôi vẫn còn nhớ mà, cái cửa cuốn ở nhà ấy, nó vuông vuông này này. Xong rồi cứ đeo đằng trước cạp là xong chìa khóa SH lên ba nhảy như đúng rồi luôn, oai mà. Mới lớn mà kiếm được tiền mua được con SH sĩ mà. Hawaii một tí hiểu không? Đeo mấy cái chìa khóa liền. Nhưng mà chìa khóa có phải là, nhưng mà chìa khóa cửa. Chìa khóa còn chìa khóa cửa cộng thêm hai cái chìa khóa nữa, chìa khóa càng. Vừa chìa khóa càng này, chìa khóa cửa này, chìa khóa xe này là ba cái chìa khóa, thêm cái chìa khóa phòng nữa là bốn cái. Đeo dài lên nhạc dậy nhảy không khỏe hết thắt lưng ra uốn uốn éo ấy. Rồi xong rồi đợt mình mua ô tô Mazda 3 ấy, đi mua cái mắc chìa khóa tận 300.000. Ngày xưa thì mua ô tô ấy bình thường là người ta hay đeo ở hông này, mình đéo đeo ở hông. Mình mua Mazda 3 nhưng mà để oai lắm, cứ để cặp trước này đi đâu cũng kiểu trưng ra ấy. Xong thi thoảng nói thật là ngày xưa mình cũng mới lớn, mình cũng sĩ, ai chả sĩ. Thì mình nhiều khi mình mặc cái quần áo, cái áo dài nó che đi, chả vờ cứ vén vén hiện thắt lưng để cho hiện cái chìa khóa ô tô ra cho kiểu Hawaii tí, mà cho mấy con vợ là bố mẹ cũng có ô tô oai. À, bây giờ thì thôi rồi, bây giờ biết rồi, bây giờ chìa khóa của tôi không có một cái gì cả, tôi toàn hết thủ quần thôi, không hết hết thời thể hiện rồi. Bây giờ mà tôi để cái kiểu đấy ngại lắm, ngày xưa thì sĩ thật mà bây giờ thì tôi không để nữa.